Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nói về cái cục giáp song long. Có nhiều người người ta vẽ vời ra một cái cục, người ta gọi là tên thì hay lắm, song long lai giá, nghĩa là giáp hai thằng Thanh Long hay là Long Đức gì thì phải. Tôi cũng không rõ về cái cục đấy, người ta nguyên lý người ta ở đâu ra đâu. Và người ta thì nói là cái cục đấy nó giống như việc là ông vua đang ngồi cái long ỷ, có hai cái con rồng nó trầu về, hay là hình tượng nó giống như ông vua ngồi cái ghế rồng, mà cái ghế của ông vua thì nó có hai cái con rồng ở cái chỗ tay cầm thì cũng được. Họ cứ vẽ ra như vậy nghe cũng rất hay, bởi vì đấy là hình tượng họ vẽ ra. Rồi chúng ta thử phân tích một chút cho cái vấn đề nó như thế nào. Đầu tiên các bạn biết là Thanh Long thì nó là thuộc ở cái vòng bác sĩ, Long Đức thì là nó ở trong cái vấn đề của Thái Tuế rồi. Thì chúng ta phân tích một chút nhé. Khi các bạn an vòng bác sĩ thì theo âm thì theo cái chiều đi nó sẽ là bác sĩ, lược sĩ, Thanh Long, tiểu hao. Thì nếu mà giả sử các bạn giáp Thanh Long, nghĩa là Thanh Long ở bên cạnh của các bạn, thì một là các bạn là có lược sĩ, không thì các bạn sẽ là có tiểu hao. Thì cả hai cái vấn đề đấy các bạn đều không bao giờ có lộc tổ, và các bạn sẽ gặp gì? Gặp hao hoặc là kinh hoặc là la đà, có đúng không? Mà người ta đã nói rồi là cái gì, hình tượng của ông vua thì nó đi cùng thằng Tử Vi, Thiên Phủ hoặc là thằng Thái Dương. Thế bây giờ theo các bạn nghĩ là Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Dương là hợp với lộc tồn hơn hay hợp với hao hay hợp với kình đà hơn? Thái Dương là sao chủ về ánh sáng, chủ về địa vị, chủ về công danh, liệu nó đồng cung với đà thì nó có hợp không? À, Tử Vi là sao liên quan đến chính vị, Tử Vi là sao liên quan đến vua chúa? Liệu là các bạn thấy là một ông vua thì ông ấy cần kình dương hay là ông ấy cần lộc tồn? À, ok, nó là như thế nhá. Cái thứ hai nữa là tất cả các sao mà khi các bạn xét về cung bên cạnh mà các bạn lại không xét về trong nội tại các cung của bạn có cái gì thì đều nó là vô lý. Liệu là bản thân cái thằng hàng xóm quan trọng hơn hay nhà mình quan trọng hơn, mà cứ xét mỗi hai cái sao ở bên cạnh thôi mà không hề xét đến nội tại cái bản cung ấy nó có cái gì. Đấy nhá, giáp Thanh Long ấy là chắc chắn là các bạn sẽ có cái trường hợp là trong nội cung của các bạn sẽ có gặp hao hoặc là kình đà, hoặc là tổ hợp nó tam hợp về rồi, chắc chắn nó là sát tinh rồi, bại tinh rồi, chứ nó chả có cái gì người ta gọi là tốt đẹp cả. Đúng, có đúng không? Tất nhiên là giáp Long Đức ấy thì các bạn sẽ tránh được thiên không, thì trong tam hợp nó sẽ có thái tuế. Thì trong tam hợp có thái tuế thì biết đâu nó gặp có thêm cái ông Bạch Hổ nữa. Rồi ạ. Thế có nghĩa là các bạn sẽ thấy là đúng không? Trong mệnh của mình toàn những cái sao mang tính chất là sát bại tinh rồi. Thì thế mà lại bảo là đẹp được? Tôi không biết là đẹp ở đâu. Thì chắc là xin mời những cái tác giả đấy người ta lý giải thêm thôi, còn tôi thì tôi phân tích ra là tôi chưa thấy đẹp.